Thân xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của thân Việt. À, như thường lệ chúng ta lại gặp nhau lại một lần nữa vào lúc 12 giờ trưa ngày hôm nay. Trong tập 602 gửi đến quý vị một chủ đề mà quý vị đã nghe được đâu đó à, có những cái lời chúc tụng ăn mừng vì cái câu chuyện điều tra à, của PC01 vừa mới kết thúc với trường hợp của bà PH cùng với các đồng phạm chúng ta phải gọi rằng kẻ vui người buồn dù là họ trong cùng một nhà trong cùng một team trong cùng một đội vậy ai vui ai buồn và những khả năng nào sẽ xảy ra trong những ngày sắp đến đây xin mời quý vị cùng theo dõi thưa quý vị thì như quý vị đã biết là ngày hôm qua trên mạng xã hội đã rầm rộ những cái thông tin được cho là À, cái cuộc điều tra của PC01 đối với trường hợp của bà PH đã chính thức chấm dứt à, và cái thông tin này, đó quý vị có những uh, trang YouTube, Facebook cũng đã đăng lên. Chẳng hạn như là cái uh, thông báo uh, về cái việc kết thúc điều tra hình sự đối với vụ án của bà PH và gửi đến cho những bị hại do đại tá Trần Thị Kim Lý. Thưa quý vị, đây là một thông tin uh, hoàn toàn chính xác. À, thật ra thì đại tá trần thị kim lý đó quý vị à, trên màn hình là à, thân việc lấy từ báo dân trí nha quý vị à, trước đây bà là thượng tá trần thị kim lý tránh à, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh tức là bên pc01 đó quý vị à, bà đó à, à, mới lên chức từ thượng tá lên tới đại tá và trước khi mà trở thành tránh à, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra pc 01 đó quý vị thì bà là phó chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra. Nhân quý vị thì hôm tháng 10 năm 2022 à bà Kim Lý được bổ nhiệm à giữ cái chức chánh văn phòng à, cơ quan cảnh sát điều tra. Thì à, trong cái uh, thông báo đó quý vị thì họ có nói rằng căn cứ vào khoảng 4 điều 232 Bộ luật tố tụng hình sự và căn cứ vào bản kết luận điều tra bổ sung của vụ án hình sự à, mang số máy số máy đó của PC01 à, ngày 26 tháng 7 năm 2003 của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đối với bà PH sinh ngày 26 tháng 1 năm 1971 à, cùng các đồng phạm về tội 331 bộ luật hình sự sửa đổi năm 2017 cơ quan cảnh sát điều tra công an Chí Minh thông báo cho à, bà gì, à, gì gì đó và việc kết thúc cuộc điều tra hình sự thì à, thưa quý vị đây cũng chỉ là một cái thông tin đó quý vị theo thanh việt đó nó hoàn toàn cũ quý vị cũ lắm rồi quý vị ạ à. tại sao mà lại là cũ rồi thì nói mà cũ lắm thì có khi là hiểu lầm nhưng mà thật sự à, báo chí đã đưa cái thông tin là bên cơ quan cảnh sát điều tra pc 01 họ đã hoàn tất cái cuộc điều tra đóng ngoặc mở ngoặc bổ sung và họ đã gửi cho cái kết quả này đến cho bên của viện kiểm sát nói một cách dễ hiểu đó quý vị là sau khi được tòa chảo hồ sơ như quý vị tòa tòa chảo hồ sơ uh, vào uh, tháng uh, tháng năm uh, vào vào tháng 5 thì uh, uh, hồ sơ được chuyển cho viện kiểm sát sau khi viện kiểm sát uh, nghiên cứu thì họ đã chuyển tiếp đến cho bên của PC01 tức là cái cơ quan ban đầu đã giải quyết cái trường hợp của bà PH sau một thời gian điều tra Thì họ xác định được rằng Chúng tôi không tìm được cái điều gì mới cả Nhưng quý vị không tìm được điều gì mới Dựa trên hai cái câu hỏi Của bên tòa đó là Có tìm được đồng phạm à, à, Tức là ông Vôi hay không Có đầy đủ bằng chứng để khởi tố ông Vôi hay không Câu trả lời là không Có thêm được tội danh nào cho bà PH không Tức là tội vu khống với nhục mẹ đó Có hay không Thì câu trả lời vẫn là không Và vì vậy đó nên bên của PC01, cơ quan điều tra công an tp HCM đã chuyển à, cái à, kết quả lại cho bệnh viện kiểm sát. thì à, thưa quý vị, à, hôm nay cũng đã bước sang cái à, cái ngày thứ 10 rồi, có nghĩa là chỉ trong vòng 1 đến 2 ngày nữa thôi, nhưng quý vị một đến hai ngày nữa thôi, thì chúng ta sẽ nhận được cái thông tin là viện à, kiểm sát đã trả lời lại cho bên tòa là chúng tôi vẫn giữ nguyên cái cáo trạng không có sửa đổi. Vì vậy họ cũng không có mất cái thời gian mà cần phải sửa đổi những cái cáo trạng. Nhưng quý vị, vì cáo trạng không thay đổi, vẫn là bà PH với tội 331 cùng với bốn đồng phạm. À, vì vậy mà cái thông tin mà quý vị nghe ngày hôm qua rồi một số các cái kênh truyền thông, họ có nói rằng, ôi mừng quá, mừng thế này, mừng thế nọ tin này là tin coi như là chắc ăn đúng rồi thì thưa quý vị thông tin này nó đã được đăng tải rồi cách đây khoảng một tuần bây giờ đó nó chỉ rộ lên là vì một số bị hại nói một số ở đây thì quý vị chưa mường tượng nó được tại khái là một trong 10 bị hại có rò rỉ cái thông tin về cái tờ thông báo của bên PC01 ra cho uh, uh, một hai kênh YouTube và các kênh YouTube này đã lan tỏa cái thông tin này. Uh, thì thực sự đó đó là một cái thủ tục rất là bình thường à, trong bộ luật tố tụng hình sự không có điều gì mới khi mà các bị hại đã được xác định nhưng quý vị là danh sách gồm có 10 người à, gồm một số nghệ sĩ rồi à, nhà báo nhưng quý vị thì à, dĩ nhiên à, bất cứ một cái hoạt động trong cái vấn đề tố tụng à, liên quan đến bà PH những người này à, sẽ được à, nhận cái kết quả Thanh Việt xin được nhấn mạnh tất cả những cái vụ điều tra mà liên quan đến điều 331 đó nha quý vị và liên quan trực tiếp đến cái drama này nè. Đó, thì các bị hại thì được thông báo. Nhưng mà nếu mà bà PH, thật là ví dụ nha, nếu bà PH bị điều tra về cái tội à, ví dụ thôi, mượn tiền hoặc là vì buôn lậu hay là lừa đảo cái gì đó thì 10 người bị hại này à, không có nhận được nha quý vị. Họ chỉ là bị hại trong cái vấn đề của cái drama 2021 mà thôi. À, một cái điều nữa đó có lẽ là ông ông Tuấn đúng, quý vị cũng sẽ nhận được cái kết quả xác minh tin báo uh, tội phạm à, của ông về ông Vôi à, vì ông uh, Tuấn đã có cái um, à, tin báo tội phạm à, gửi đến cho cơ quan điều tra rồi cho tòa và cho viện kiểm sát liên quan đến cái vấn đề là ông đi tố giác ông Vôi. À, và bây giờ thì họ cũng đã có kết quả và chắc chắn là ông Tuấn cũng sẽ nhận được cái kết quả đó có nghĩa là ông Vôi, nhưng quý vị không có đủ yếu tố để có thể khởi tố hình sự ông ta à, một cái điểm nữa đó quý vị câu hỏi sẽ được đặt ra nó như thế này rồi xong rồi bây giờ là mọi mọi chuyện uh, xong xuôi rồi bây giờ sẽ có chuyện gì xảy ra nữa trong những ngày sắp đến đây thì thưa quý vị câu chuyện bây giờ nó chở dần vào cái khuôn khổ của nó rồi à cứ thế mà chúng ta tiến bước thôi tiến bước như thế nào thì à, viện kiểm sát sẽ không tốn thời gian để làm cái cáo trạng vì cáo trạng vẫn không thay đổi nhưng quý vị cáo trạng vẫn không thay đổi à, họ chỉ có thông báo cho bên tòa là họ giữ nguyên cái cáo trạng cái này nó trường hợp à, này đúng quý vị thì có nghĩa là không thêm tội danh cho bà PH và cũng như là không thêm đồng phạm tức là ông vôi à, tỷ số vẫn là hòa tại sao mà thanh việt nói tỷ số hòa giữa hai đội nào mà lại có hòa thì thưa quý vị nếu mà quý vị à, à, nhớ lại cái cái câu chuyện thực sự của à, bên trong cái drama này đó quý vị thì ông Tuấn con của bà ph à, à, ông muốn chứng minh cho mẹ của mình là bà không phải là chủ mưu nhưng quý vị, bà không phải là chủ mưu. À, và song song đó, ông cũng không muốn mẹ mình có thêm tội danh nào. À, quý vị, nắm vững được hai cái điều này nha quý vị. Thứ nhất, ông không muốn mẹ mình có thêm tội danh. Thứ hai, ông không muốn mẹ mình là người chủ mưu. Vì vậy, những việc ông làm đó quý vị, ông ta làm đó, là ông ta muốn tìm thêm đồng phạm. Và đồng phạm này, nha quý vị, không ai khác hơn là À, người cha dưỡng của ông ông vội vì qua người cha dưỡng thì ông hy vọng rằng cơ quan điều tra sẽ có xác định được cái tin báo tội phạm của ông và sẽ đổi cái tội danh cho mẹ của ông đã, từ người chủ mưu à, sang cái tội là người thực hiện mà thôi nhưng à, cái kết quả thì nó không như mong muốn thứ nhất mẹ của ông không thêm tội danh đó à, là hiện nay À, khi mà mẹ của ông không có tội danh đó quý vị Là ông Tuấn à, coi là dẫn trước một bà Rồi ông muốn rằng Mẹ của ông không phải là chủ mưu Mà phải làm sao kiếm được một đồng phạm khác Để lặng cái trách nhiệm chủ mưu Tại vì chủ mưu án nó sẽ nặng nhất cái nhau quý vị Nhưng mà tòa tuyên bố rằng À xin lỗi quý vị Bên cơ quan điều tra tuyên bố rằng Chúng tôi không có cái đủ à, Không đủ cơ sở yếu tố à, Để có thể khởi tố Thêm à, một đồng phạm khác tức là ông vôi. À, vì vậy coi như là cái um, uh, nguyện vọng làm sao cứu được mẹ của mình để thoát khỏi cái án chủ mưu đã thất bại. vì vậy thanh việt gọi rằng thắng được một điều nhưng lại thua được một điều như vậy là tỷ số là hòa. tỷ số này với ai thưa quý vị? tỷ số này đó giữa ông tuấn và ai quý vị là ông voi nhớ quý vị giữa ông tuấn và ông vôi. À, ông tuấn muốn ông voi dính vào đường đồng phạm để gánh cái trách nhiệm về chủ mưu nhưng à, đã thất bại. Ông Tuấn cũng không muốn mẹ mình có thêm tội danh thì cái điều này ông đã đạt được nguyện vọng. Nhưng quý vị là không thêm tội 155 và 156 để cái bản án cuối cùng nó vượt mức 7 năm. À, vì vậy cho đến thời điểm hiện tại chúng ta phải nhìn vào sự thật là bản án bản án của bà PH. nhưng quý vị cho dù chúng ta có muốn hay không muốn nó cũng sẽ dưới 7 năm. 7 năm trở xuống. Nhớ quý vị, 7 năm trở xuống. À, điều này chúng ta không thể nào à, có à, nghĩa là từ từ chối được. Hiện nay theo tiên đoán của thành Việt, cái mức án dành cho bà PH đó quý vị là khoảng 5 năm với cái chủ mưu nhà quý vị, 5 năm. Chúng ta sực nhớ sang cái câu chuyện của bên gia đình cụ họ Lê đó thì ông cụ này là 5 năm rưỡi, đúng không quý vị? thì bà PH cũng đau đâu khoảng đó từ 5 năm tới 5 năm rưỡi à, đối với trường hợp của ông cụ thì ông ta không có những cái điểm à, giảm nhẹ nhiều như bà PH à, ông ta không có những điểm giảm nhẹ nhiều như bà PH vì vậy Thanh việc nghĩ rằng cái án của bà PH sẽ nhẹ hơn cái án của ông cụ họ Lê à, mặc dù cùng chủ mưu cùng một cái tội danh là 331 nhưng quý vị nhưng vì À, theo cái kết luận điều tra của hai bên cơ quan của Long An và thành phố Hồ Chí Minh thì Thanh Việt nhận định rằng nếu không có gì thay đổi, nếu không có cái gì thay đổi thì cái bản án hiện tại của bà PH nó đầu đầu đó đó quý vị khoảng 4 năm rưỡi tới 5 năm. À yeah, 4 năm rưỡi tới 5 năm mà cái 5 năm phần lớn nó nằm ở đó. Chúng ta hãy chờ xem đến cái phiên tòa bên viện kiểm sát sẽ um, đề nghị cái mức án như thế nào đối với bà PH và dĩ nhiên bốn đồng phạm của bà đó quý vị, cái án nó sẽ nhẹ hơn bà PH khoảng một năm. À, ví dụ bà PH bốn năm thì cái các đồng phạm sẽ từ ba năm trở xuống. Nha quý vị, ba năm trở xuống. Và có lẽ, có lẽ nó nhân thú vị, cái ba uh, cái người mà trợ lý đó quý vị sẽ lãnh những cái mức án khá là nhẹ. À, nếu thanh việc không lập. Đơn giản là vì sao thưa quý vị? Đơn giản. Đơn giản là vì À, họ là đồng phạm Nhưng hiện nay họ vẫn ở tại ngoại Mặc dù họ bị khởi tố Truy tố à, về tội hình sự Nhưng họ tại ngoài họ Tại ngoại hàng toàn Vì vậy cái mức án Có thể là chuyển sang Khoan à, khung 1 Nha quý vị khung 1 Hoặc là cái mức ít nhất của khung 2 Tức là 2 năm Nha quý vị N Như vậy là cái mức án của họ Là từ 2 năm trở xuống một là ở cái mức thấp nhất của khung 2 hoặc là đâu đó ở trong cái khung 1. Đó là cái trường hợp mà chúng ta đang nhìn nhận thấy qua cái kết luận điều tra để chúng ta tiên đoán được câu chuyện gì sẽ xảy ra. Dù là chúng ta không có bằng lòng, nhưng quý vị, chúng ta không bằng lòng với cái kết quả đó. Nhưng hiện tại, tất cả những cái điều tra đó quý vị nó đâu đâu cũng ở cái khoảng thời gian đó nhưng quý vị nhé dựa trên cái kết quả điều tra thì cái mức án nó khoảng đâu đâu ở khoảng đó mà thôi đối với trường hợp của ông tiến sĩ luật trợ trời đó quý vị thì nó sẽ ở cái khoảng từ 2 năm đến 3 năm từ 2 năm đến 3 năm à, có thể là 3 năm hoặc 3 năm rưỡi à, bà PH có thể là 4 năm tới 5 năm khoảng đó rồi bây giờ thì khi mà nói tới cái chuyện mà tin mừng đó quý vị thì thật vì không biết là họ mừng cái điều gì thay vì không biết là họ mừng cái điều gì những người ủng hộ cho bà PH đó quý vị họ mừng điều gì thực ra đó thì họ không có cái cửa mà để chọn lựa không biết là ủng hộ cho ông ông Vôi hay là ủng hộ cho bà PH hay là ủng hộ cho cậu con trai của bà PH là nhân quý vị họ họ đang ở cái thế gọi là không biết ủng hộ cho ai nhưng bây giờ thôi bỏ qua cái đó là câu chuyện của họ họ mừng À, là vì có thể là bà PH không bị thêm một cái tội danh khác nữa. À, họ mừng là vì ông Vôi, một thành viên trong cái gia đình đó không bị thêm cái tội à, đưa vào cái vụ án như là một đồng phạm. Có thể đó là cái tin mừng của họ. À, nhưng mà chắc chắn bà PH không có cái chuyện được à, thả tự do được thế này thế nọ tại phiên tòa. Nhưng quý vị. Bây giờ chúng ta cùng với thanh viên. Hãy xem thử Những cái khả năng nào Có thể xảy ra Thì thưa quý vị Sau khi mà Cơ quan điều tra Có thể là họ sẽ gửi Cái thông báo cho ông Tuấn biết nhá, Cho ông Tuấn biết à, Là Cái đơn tố giác của ông đó Nha quý vị à, Về cái trường hợp của ông Vôi như là một đồng phạm à, Chúng tôi đã xác minh và cho tôi không đủ căn cứ để khởi tố ông vô thì câu hỏi được đặt ra ở đây nè là ông tuấn sẽ tiếp tục làm cái gì ông tuấn sẽ im lặng hay là ông tuấn sẽ khiếu nại bằng một cái đơn tố giác khác đến cho một cái cơ quan cấp trên như là ông vô đã thường nói mà ở đây không giải quyết tôi đi cơ quan khác tôi đi cơ quan xa hơn ở ngoài trung ương vâng, vâng 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 thì liệu ông tuấn có tiếp tục gửi cái lá đơn của mình đi đến những cơ quan khác hay không để tố giác cái hành động của ông vô À, có một điểm mà thanh Việt muốn quý vị à, đặc biệt chú ý ở đây nè khi mà ông Tuấn cùng với luật sư của mình á, gửi những cái lá đơn à, đi tố giác ông vôi đó thì à, khi mà họ gửi ra tới ngoài trung ương đó quý vị tức là bên của viện kiểm sát tối cao đó thì sau khi viện kiểm sát Tối cao nghiên cứu hồ sơ xong thì họ hoàn trả lại cho bên của cơ quan điều tra thì ngay ở cái thời điểm mà họ hoàn trả lại cho cơ quan điều tra đó quý vị thì thanh Việt đã phân tích cho quý vị nghe rồi coi như là ông voi đã thoát hoàn toàn. Ông voi sẽ không có cái trường hợp nào mà bị sang cái tội gọi là đồng phạm nữa sau khi họ trả hồ sơ. Và có cái điểm không may nữa đối quý vị, có nghĩa là nhận được cái tin buồn đó đối với ông Tuấn. Thì ông Tuấn còn nhận thêm được một cái tin nữa. Và Thanh vị cũng đã chia sẻ với quý vị rồi là cái đơn tố giác của ông đó, nó lại đi từ tố giác, nó sang khiếu nại và tố cáo. Mà một số quý vị sẽ, sẽ thắc mắc rằng, ủa, tố giác khiếu nại, tố cáo cũng thứ vậy thôi phiền phức quá. À, thưa quý vị, nó nó lại có cái điểm như thế này: khi mà cái lá đơn của mình bị đổi tên trở thành là cái đơn khiếu nại và đơn tố cáo đó thì nó lại có một cái trách nhiệm hình sự. À, nếu mà mình cố tình rồi mình đi uh, khiếu nại nữa rồi mình lại đi tố cáo nữa, mặc dù là cơ quan điều tra đã có câu trả lời, à mà câu trả lời đó nó không làm cho mình vui, mình lại tiếp tục đi tố cáo, đi khiếu nại ra tới một cơ quan khác, ra tới một cơ quan trung ương. Nhưng quý vị ví dụ vậy đi, thì nó trở thành là cái vấn đề gì quý vị chúng ta cố tịch. À, đây đây là một cái điểm mà Thanh Việt nghĩ rằng à, được sắp xếp khá là đẹp mắt bởi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Bây giờ đó quý vị là ông Tuấn phải có trách nhiệm với những điều mà mình đi tố cáo. Ông chỉ muốn đi tố giác thôi, nhưng mà bây giờ đã đổi thành là đơn khiếu nại và tố cáo. Và nó lại có cái trách nhiệm nếu mà tố cáo sai, nếu mà khiếu nại sai mà cố tình. Quý vị phải nhớ cái chữ cố tình nha. Người ta cho mình một cơ hội. à Trên lý thuyết là anh phải đi tố cáo đúng. Nhưng mà thôi được rồi. Bây giờ cho một cơ hội. Nhưng mà nếu sau khi nhận được kết quả xong mà ông Tuấn vẫn tiếp tục à tiếp tục tôi không chịu tôi phải đi tố cáo nữa bực mình rồi thì thưa quý vị có khi đổi cái bực mình đó quý vị bằng một cái nạn lớn đó là cẩn thận bởi vì nếu mà vẫn tiếp tục à, đi làm chuyện này và cơ quan điều tra vẫn trả hồ sơ và kết luận rằng chúng tôi không có đủ cơ sở để có thể khởi tố à như vậy là quý vị đang làm mất thời gian của chúng tôi đang mang một cái tội gọi là vu khống cho cái người mà quý vị đi tố cáo thì cái đó đó quý vị, nó lại gặp một cái trở ngại khá lớn à, cho ông Tuấn. Vì vậy, hy vọng rằng à, cái người luật sư nào đó à, mà cứ tiếp tục à, à, gọi là à, suy dục đó quý vị, thì à, ông Tuấn cần phải à, nghĩ lại cái hành động của mình. Còn trường hợp của ông Vôi thì như thế nào, thưa quý vị? Ông Vôi đó, ông Vôi nha quý vị. Quý vị nghĩ rằng ông Vôi sẽ à, à, không làm gì? đối với trường hợp của ông Tuấn hay sao? Thưa quý vị thì cũng tùy theo câu chuyện nha. Nếu mà ông Tuấn dừng lại ở điểm này, Thanh Việt đang nói một cái 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 điều rất là bình thường. Nhưng quý vị không phải là uh, cố tình phá nét hay là chuẹo cái gì. Câu chuyện đó là ông Vô sẽ nhìn cái hành động kế tiếp của ông Tuấn. Nhìn cũng đã nhìn nhiều rồi. Đối với vị nhìn đã nhìn nhiều rồi. Nhưng nếu trong thời gian sắp tới nếu ông Tuấn vẫn còn tiếp tục đi tố cáo đi khiếu nại thì thưa quý vị à có lẽ lúc đó ông vui sẽ nhà quý vị sẽ làm cái gì quý vị sẽ đâm một cái lá đơn nữa về cái tội vu khống dành cho ông Tuấn tuy nhiên cái điều này đó thanh việt nghĩ rằng nó sẽ không xảy ra nó sẽ không xảy ra vì à, có lẽ nhưng quý vị có lẽ ông vui là một người À, với kinh nghiệm đầy đầu sẽ không làm những cái câu chuyện gì mà nó rình rang à vặt áo cho người xem lưng. Vặt thì cũng đã vặt nhiều rồi và bây giờ chắc chắn sẽ không làm cái chuyện gì cho nó âm ỉ hơn được nữa. À gọi là, là 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 tốt nhất hãy bảo vệ cho chính mình. Chứ còn nếu không đó quý vị, à nếu mà ông Tuấn vẫn tiếp tục đi đó thì à, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể là bị cơ quan à, nhà nước À, cho một cái tội là cố à, tình đi vu khống người khác và cái câu chuyện mà ông Tuấn đã từng đi khiếu nại, đi tố cáo đó quý vị có nghĩa là bỏ lọt tội phạm. À nếu mà chúng ta đi bằng lý thuyết, thêm việc có đưa cho quý vị hai cái trường hợp nhé. Thứ nhất đi bằng lý thuyết, đi bằng lý thuyết nghĩa là sao quý vị? À coi thử nó có đúng luật hay không? À, thưa quý vị là có đúng luật. Đi à, tố cáo, khiếu nại, bỏ lọt tội phạm đúng luật chứ xong đúng luật, luật phép cho phép chúng ta làm như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, à thưa quý vị, quý vị phải nhớ một cái điều như thế này. Nếu đối với một người cố tình đi làm công việc đó, biết được rằng mình thua nhưng mà vẫn cố tình đi làm và nó gây một cái gọi là mất thời gian cho cơ quan nhà nước. À thì à, thưa quý vị, à, đối với cái điều mà làm với cá nhân á, thì nó mang tội vu khống. Mà đối với cái điều mà làm với cơ quan nhà nước thưa quý vị thì nó mang tội 331. Vì vậy, một lần nữa, à ông Vôi có khi không cần phải làm gì, nhưng quý vị và cái con đường mà ông Tuấn được vẽ ra để đi đâu quý vị, à, không đến được bờ chiến thắng mà có khi đến ở vực sâu, à, không bị cái lá đơn cá nhân à, kiện về cái tội vu khống thì cũng bị à, cơ quan nhà nước à, à, với cái tội ba ba một. Vì sao quý vị? Vì ông ta cho rằng cơ quan nhà nước vì một cái lý do gì đó hay nói một cách chính xác cơ quan điều tra pc một đã binh vực ông vôi bỏ lọt tội phạm đúng không quý vị thì chúng ta có quyền nói luật pháp cho phép nhưng thưa quý vị thực sự ở ngoài đời thì những cái chuyện này đó quý vị phải hết sức là cẩn thận rồi đó là cái câu chuyện giữa ông vôi và ông tuấn nha quý vị giữa ông vôi và ông tuấn quý vị hãy chờ xem nha hãy chờ xem vì bây giờ tất cả mọi câu chuyện đều phụ thuộc vào ông Tuấn với những cái bước đi kế tiếp trước khi uh, tiếp tục cái phần còn lại của chương trình cho phép thân Việt được uống một tí nước và chương trình ngày hôm nay cũng uh, không quá dài nhưng quý vị thân Việt cố gắng uh, gọi là cho nó uh, khoảng uh, 35 phút nha quý vị 35 phút à, chúng ta còn khoảng uh, 10 phút nữa bây à, giờ cho phép thanh Việt uống một tí nước và quý vị nào chưa bấm nút like và để lại lời bình luận thì xin mời quý vị uh, nhớ bấm nút like và sau đó đây là bình luận cho chương trình thành sự phóng sự ngày hôm nay. Vậy thì còn cái vấn đề của bên tòa thì như thế nào? Thưa quý vị, thành việc biết được rằng những quý vị nào đã phản biệt bà PH thì đều mong muốn rằng đã, đều mong muốn rằng phải có thêm người bị tội, phải có thêm người bị tội. Thì uh, câu chuyện Thánh Việt đã có từng chia sẻ với quý vị. Cái một cái kết quả của một phiên tòa đó, đôi khi chúng ta chú ý vào cái mức án, cái hình phạt dành cho các bị cáo. Nhưng mà đôi khi đó quý vị, cái đó nó không phải là cái mà một vị thẩm phán họ thực sự muốn. Cái điều mà pháp luật mong muốn Tòa mong muốn là chúng ta có một cái lắng động lại sau một phiên tòa. Để chúng ta nhìn nhận được cái kết luận. Cái kết luận là gì? Là chúng ta học được cái gì từ phiên tòa này, từ cái vụ án này. Để cho trong xã hội không còn những cái chuyện tương tự xảy ra. Đúng không quý vị? Tại vì nếu mà chúng ta chỉ có vui sướng là ồ. Oh, cái bà PH đó bà đã lên bà xỉ nhục bà chà đạp bà làm cái này cái nọ bây giờ đáng lắm rồi nhưng mà cái câu chuyện ở đây đó là chúng ta phải làm cái gì để chúng ta không rơi vào trường hợp của bà PH và thân việc mong rằng quý vị đừng cho rằng à, tự vì bà mà, bạn dùng danh từ thế này bạn thế này thế nọ bạn xỉ nhục thế này thế nọ chưa chắc trong quý vị à, chưa chắc chúng ta nhìn vào trường hợp của nhà báo Hằng Ni của luật sư Trần Văn Sĩ thì chúng ta thấy rằng họ có vi phạm những cái gọi là thùng phong mỹ tục về ngôn ngữ hay không? Thưa không. Thế thì họ bị cái gì thưa quý vị? Họ bị cái tội 331. Và cái khả năng ở cái khoảng 2 cũng khá là cao. Đấy quý vị, chứ không phải là ít đâu. Như vậy là cũng tương tự, tương với tương ứng với bà PH. Vậy thì chúng ta học được cái gì để rút kinh nghiệm để không có giống như họ? Đó là một câu hỏi cực kỳ khó khăn. Thay vì không biết rằng vị thẩm phán đó tại phiên tòa sơ thẩm hay là tại phiên tòa phúc thẩm và chắc chắn sẽ có phúc thẩm đối với trường hợp của bà PH thì những quý vị thì đã họ có kết luận câu chuyện như thế nào hay không họ kết luận cái gì qua cái sự việc của bà PH thì có điều là chắc chắn trong vòng một tháng nữa hay hơn một chút phiên tòa xét xử bà PH với lá gan nặng 50 kg sẽ bắt đầu. Tức là khoảng tháng 9 hay là cùng lắm vào đầu tháng 10. Nhưng quý vị, phiên tòa xét xử và PH sẽ bắt đầu. Có lẽ là chúng ta sẽ không có một cái cản trở gì nữa cho phiên tòa này. Cái ngày mà một số quý vị xàm xí giống như thanh Việt. Nhưng quý vị, à, ông à, Muốn xem lại dung nhan của bà PH như thế nào sau gần 15-16 tháng Đi nghỉ mát tại T29 cộng 1 Đây là cái cơ hội để cho quý vị thấy Nhưng thật sự Nói như vậy để Giỡn với quý vị một chút Thật sự Cho dù cái bản án có nặng đến mấy Nhưng quý vị Thì cái câu chuyện đó, nó vẫn là Chúng ta đúc kết được cái gì Từ cái câu chuyện của bà PH Vẫn sẽ có những người Không đồng tình Với cái bản án chắc chắn nhưng cái câu chuyện nó là cái gì quý vị? Cái câu chuyện là cái gì? Họ vẫn cho rằng bà PH rất là đúng. Khi mà bà đi tố giác, tố cao, lên án những cái xấu. Chỉ có là bà dùng những danh từ quá nặng nề. Nên nó mới xảy ra đến ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, cái điều đó hoàn toàn sai. nhân quý vị nha, cái điều đó hoàn toàn sai. Nếu mà nghĩ như vậy là hoàn toàn sai. À, bà PH hay bất cứ một người nào có quyền đi tố giác, tố cao. Chuyện đó là chuyện bình thường. Không có điều gì lạ. Chỉ có một điều đó. Cái việc làm của bà PH cho quý vị, nó không phải là tố giác tố cáo. Mà nó là bóc phốt lẫn nhau. Với mục đích là hạ nhục cá nhân. Chứ không phải là đi tố giác tố cáo với hành động. Đó, hoàn toàn không phải. Là chúng ta cần phải phân biệt. Cái việc bóc phốt với cái việc đi sỉ nhục. Đã, nó hoàn toàn khác với cái việc đi tố giác tố cáo. Vậy là cái phiên tòa xét xử về cái việc này nó sẽ xảy ra và quý vị sẽ không chờ lâu nữa. Câu hỏi kế tiếp là liệu phiên tòa có trả hồ sơ hay không? Liệu phiên tòa có trả hồ sơ hay không? Vậy thì chúng ta tại sao chúng ta mong đợi phiên tòa sẽ trả hồ sơ để điều tra thêm? Thưa quý vị, thân việc ngay ở thời điểm ban đầu, nha quý vị, có kết luận rằng rất khó, một lần nữa rất khó để có thể làm cái gì quý vị? Để có thể khởi tố ông vôi. Dù là có thích hay là có ghét ông ta, chúng ta hãy công tâm nhìn những quý vị để kết luận được rằng rất khó. Khi mà nói rất khó đây quý vị, không phải chúng ta kết luận rằng ông ta vô tội. Hoàn toàn không phải. Hoàn toàn không phải. Tại một phiên tòa đó quý vị, tòa họ sẽ làm cái gì quý vị? Án tại hồ sơ. Vậy thì câu trả lời này, khi mà khởi tố đó quý vị. Nó không khó. Nhưng cái quan trọng là có đủ hồ sơ để kết tội ông ta đưa một bản án hay không. Cái đó mới là cái khó. Nhưng quý vị, cái đó mới là cái khó. Có đầy đủ bằng chứng hay không? Và chúng ta cho rằng có đầy đủ chứ những cái buổi livestream ông ta nói như thế này thế nào mà quý vị như uh, thành việt đã từng phân tích cho quý vị rất là rõ cái sự mà binh vực người vợ nha quý vị binh vực người vợ à với cái quan điểm rằng sẽ đi khởi kiện đến tới cùng à, vì cái hành động của bà TH là đúng. Tuy nhiên, ở đây chúng ta phải hỏi ngược lại, hành động gì? Hành động gì là đúng mới là quan trọng. Nhưng mà thôi, bây giờ cái câu chuyện đó thêm việc cũng đã thảo luận với quý vị rất là nhiều. Yeah. cho đến ngày hôm nay, thì chúng ta cũng đã ít nhất là biết được cái kết quả đại khái nó là 80% rồi về cái chuyện ông vôi khó lòng mà có thể khởi tố ông ta. Vậy thì 20% còn lại là cái gì? Tại sao Sam Sĩ sọ không nói 100% là ông voi thoát tội? Đơn giản thôi thưa, thưa quý vị. Đó là chúng ta dựa trên lý thuyết. Lý thuyết nói gì? Lý thuyết tức là bộ luật tố tụng hình sự. Cho rằng tòa còn được phép trả hồ sơ thêm một lần nữa. Tòa được phép trả hồ sơ thêm một lần nữa. Nói như vậy đó quý vị thì thật sự bộ luật tố tụng hình sự năm 2019 thì họ nói rằng tòa có chảo hồ sơ được hai lần. Nhưng mà khi bộ luật tố tụng được sửa đổi năm 2015 thì nó người ta phân biệt rất là rõ ràng. Trước khi mà phiên tòa bắt đầu, nhân quý vị thì nó gọi là trong giai đoạn chuẩn bị à, vụ án. Lúc đó thì thẩm phán cái người được phân công, thưa quý vị, cho cái phiên tòa này sẽ được quyền chảo hồ sơ. Khi mà ra đến tòa, tòa mở rồi đó quý vị thì chúng ta không gọi là thẩm phán trả hồ sơ thêm một lần nữa mà chúng ta gọi là hội đồng xét xử. Mà trong hội đồng xét xử đó quý vị nó có thẩm phán nè. À, nó rồi nó có hai ba thành viên Nhưng quý vị, trong cái hội đồng xét xử đó. Đó đó quý vị, thì vì, vì thế mà nó gọi hội đồng xét xử, hay nói tóm lại thì nó vẫn là tòa, nhưng mà sở dĩ người ta phân biệt ra để cho biết từng giai đoạn. À để không có cái chuyện kéo dài một vụ án. Thì bây giờ nè, tại phiên tòa Hội đồng xét xử có quyền trả hồ sơ, nhưng mà trả hồ sơ với lý do gì? Trả hồ sơ thì quá dễ, nhưng mà trả với lý do gì? Nó phải có lý do. Nhưng quý vị, thì đối với thanh việt, cái chuyện thực tế đó, cái việc trả hồ sơ gần như là con số không. Lý do là vì sao? Bây giờ nè, quý vị trả hồ sơ với mục đích gì? Trả hồ sơ đó cũng xoay quanh hai câu chuyện. Thứ nhất, bà PH có cần thêm tội hay không? Thứ hai, ông Vôi có phải là đồng phạm hay không? Nó cũng xoay quanh hai câu chuyện đó mà thôi. Như vậy, họ trả hồ sơ tại tòa. Nó dựa trên cái lý thuyết là án tại hồ sơ. Có nghĩa là phải có bằng chứng. Phải có bằng chứng mới. Chứ anh anh không lấy cái bằng chứng cũ nha quý vị. Anh không lấy những cái bằng chứng gì mà anh đã tiếp nhận được trong cái giai đoạn chuẩn bị vụ án. Rồi anh lại tiếp tục ca cái bài đó Lại tiếp tục ca nữa Thì lại không được Nó phải có một cái gì mới mẻ à, Mà chưa có sử dụng Bây giờ được đưa ra Thì nhờ cái mới mẻ Cái bằng chứng mới mẹ đó đó quý vị Thì tòa mới có khả năng chảo hồ sơ Để đòi hỏi Điều tra lại Điều tra bổ sung lần thứ hai Dựa trên cái bằng chứng mới này Chứ không phải là đi ra tòa Tất cả mọi thứ đều không có gì thay đổi Từ bằng chứng này đến bằng chứng nào rồi toàn hôm đó là là hơi buồn bực trong gia đình à, mới họp hội đồng xét xử và quyết định rằng trả hồ sơ ngày hôm nay là tôi 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 đi máu lắm rồi trả hồ sơ đi như vậy thì không được những quý vị nó phải có bằng chứng mới vậy thì bằng chứng này lấy ở đâu ra à, bằng chứng này lấy ở đâu ra thưa quý vị câu hỏi được là ai sẽ cung cấp cái bằng chứng này chúng ta không thể nào à, dơ tay lên trên trời cầu nguyện À, cho con xin một cái bằng chứng nào để đẩy ông vui à, vào trong đó gặp mặt à, vợ yêu dấu của mình, à, làm cho bà à, bà bà PH ở trong đó lâu hơn. chứ bây giờ để cho bà ra bà lại làm livestream con sợ lắm rồi như vậy thì đâu có được đúng không quý vị? À, như vậy thì không được. vậy thì ai sẽ cung cấp hồ sơ, ai sẽ cung cấp chứng chứng cứ mới đây? viện kiểm soát và cơ quan điều tra họ đã kết thúc, họ đã hai lần đưa ra cái kết luận cho cùng một vụ án này là chúng tôi không có đầy đủ các cái yếu tố để có thể quy kết thêm tội cho bà PH và chúng tôi không đủ một cái yếu tố bằng chứng nào để có thể gọi là khởi tố được ông Vôi với tội đồng phạm. Như vậy, chắc chắn không phải là 90%, không phải 98%, mà là 100% viện kiểm sát và cơ quan điều tra. Họ sẽ không đưa bất cứ một cái chứng cứ nào nữa, vì họ sẽ không có. Và họ giữ nguyên cái quan điểm là xong rồi, chúng tôi xong hết bổn phận rồi, à, chúng tôi không còn cái bằng chứng nào nữa. sử dụ như bằng chứng hiện tại, chúng tôi kết luận bà ta chỉ có mỗi tội ba bà, bà một, ông ta không đủ để khởi tố. Vậy thì ở đâu nữa đây? Ai sẽ cung cấp nữa? Thưa quý vị, luật sư của bị cáo tức là bà PH thưa quý vị nhưng mà khổ một nổi này quý vị luật sư của bà PH là ai là ông kiện toàn thua ông kiện toàn thua là ai ông kiện toàn thua là một luật sư gia đình của ông vôi đúng không quý vị à và sẽ không tự mình đánh mình được ở ngay thời điểm này bây giờ thì quý vị hiểu tại sao bây giờ thì quý vị hiểu tại sao mà bà PH từ chối hết tất cả các luật sư để chỉ giữ mỗi mình ông kiện toàn thua không phải vì lý do là Ồ, tôi muốn đi ra đó tôi mặc đồ thật là đẹp để tôi tự bảo vệ tôi. Thưa quý vị, ở đó chẳng có điều gì phải tự bảo vệ cả. Mà lý do tại sao mà bà ta không tiếp nhận những luật sư à, đơn giản là vì thế này. Vì trong nhóm luật sư đó có những người luật sư của ông Tuấn. Có những người là luật sư của ông Vôi. Nha quý vị. Và như vậy đó quý vị thì nó sẽ bị là nó chọi. Chọi thật sự. Luật sư của ông Tuấn chắc chắn sẽ muốn đưa những cái bằng chứng mới, nhưng quý vị để để làm gì? Để đẩy ông Vôi vào tội đồng phạm. đẩy ông Vôi về tội đồng phạm. Và vì những cái lý do này, bà PH chắc chắn biết được chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài. Bà PH biết và có thể ông Vôi đã gặp bà PH và yêu cầu đã, bà PH nên. Đã, tốt nhất là để cho một cái phiên uh, uh, tòa xảy ra một cách êm thấm, êm đẹp, uh, thì ông tự rút những luật sư của ông và ông Tuấn cũng sẽ tự rút những luật sư của ông ta và dĩ nhiên là ông Tuấn không đồng ý cái vấn đề đó rồi. Uh, vì thế mà bà PH tự quyết định, uh, chính bà PH quyết định từ chối các luật sư của mình, ngoại trừ ông kiện toàn thua một luật sư của gia đình ông vôi và bà PH. Và chúng ta nắm được được điều đó. Nhưng quý vị. Và vì thế mà cái câu chuyện là luật sư của bà PH sẽ cung cấp hồ sơ để tự đánh à, uh, chồng của thân chủ đó không, quý vị. Thì cái điều đó là không có. Đấy, coi như là không. Vậy là thay vì vừa mới trình bày cho quý vị cơ quan cơ uh, viện kiểm sát không đưa chứng cứ mới. Luật sư của bà PH không đưa chứng cứ mới. Vậy là ai sẽ đưa đây? Thưa quý vị, luật sư của ông Tuấn cũng vậy. Luật sư của ông Tuấn đó quý vị, hay là ông Tuấn không phải là người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án nên chắc chắn họ không được mời và cho dù họ tham dự họ cũng không đủ cái quyền nha quý vị để đưa những bằng chứng mới lúc đó là luật sư của ông Tuấn đó quý vị sẽ không được công nhận là luật sư chính thức tại phiên tòa cho bị cáo và, và ông Tuấn không đóng một cái vai trò gì trong cái vụ án này ngoại trừ là thân nhân của bà PH ngoài ra ông không phải là người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án à, chúng ta nắm được cái điểm này mặc dù ông Tuấn hoặc luật sư của ông Tương, rất muốn tham dự phiên tòa như là một người có nghĩa vụ liên quan hay là một người trực tiếp bảo vệ cho thân chủ tức là bị cáo và PH tuy nhiên cái điều đó nó đã không xảy ra những quý vị nó đã không xảy ra và vì vậy một lần nữa cái nhóm thứ ba này cũng không thể nào dù họ muốn họ cũng không thể nào nộp thêm chứng cứ mới. Vậy thì bây giờ đó quý vị, cái trách nhiệm nó rơi vào ai? Để cho ta hy vọng rằng có chuyện chảo hồ sơ. Đối với những quý vị nào mong muốn rằng phải đưa ông Vôi vào trong T29 cộng 1, phải khởi tố ông ta, phải truy tố ông ta đó quý vị. Đây là cái cơ hội duy nhất còn lại. Nó đến từ luật sư của bị hại. Mà bị hại có đến 10 người lận. Vậy là luật sư của bị hại nào sẽ đưa cái bằng chứng mới nếu có. Thành việc mới gọi đây là nhóm có thể tạo chuyển động gây ảnh hưởng xấu cho vôi và cho cả bà PH được. Cho vôi là thêm tội đồng phạm, cho bà PH là thêm tội danh mới. Tại vì sao quý vị? Vì đại đa số các bị hại đều đi tố giác tố cáo bà PH với cái tội 155-116. Nhưng hiện tại với cái tội danh mà được đem ra xét xử là bà không có 155 và 156 nha quý vị không có 155 và 156 vì vậy đó quý vị tất cả đều dựa vào cái yếu tố của luật sư bị hại liệu họ có muốn làm ở Mỹ thêm nữa hay không Đã. liệu thân chủ của họ tức là những người bị hại có muốn kéo dài câu chuyện này nữa hay không theo dự đoán của Thanh Việt, câu trả lời là khả năng rất thấp khi luật sư của bị hại muốn câu chuyện này tăng thêm phần gây cấn. Và số lượng bị hại đến tại dự tại phiên tòa này cũng rất là thấp. Nha quý vị, số lượng bị hại cũng rất là thấp. Câu chuyện ở đây Thanh Việt theo Việt nghĩ nha quý vị là sẽ kết thúc tại đây. Là kết thúc tại đây quý vị là kết thúc tại đây vậy là cái nhóm bị hại cái nhóm mà có thể gây chấn động gây ảnh hưởng đóng ngoặc một ngoặc, ngoặc xấu đến cho ông vôi đó quý vị Phải là luật sư của bị hại hay nói một cách chính xác là bị hại và ông tuấn đó quý vị nếu không có những cái lá đơn gửi đi để tố giác tố cáo thêm một loạt những người đã bị bà PH mẹ của ông hại chưa đủ hay sao? Mà đến phiên ông Tuấn lên lại tiếp tục đi tố giác tố cáo những người này. Thì đây đó quý vị, ở thời điểm này đó, người ta mới nói cái câu gì quý vị? Hãy nhìn trước, hãy nhìn trước ba bốn bước rồi mới đi. Đừng nghĩ rằng bước một bước thì không cần biết được đến ngày mai. Tại sao đến việc nói như vậy? Đơn giản thôi thưa, thưa quý vị. Nếu ông Tuấn không có cái chủ mưu À, viết rất là nhiều những lá đơn tố giác tố cáo những người bị hại mà chưa có bị à, khởi tố à, hay là bà PH chưa làm những cái lá đơn đi tố giác lúc bà còn ở bên ngoài thì có lẽ ông Tuấn sẽ có cơ hội, nghe quý vị sẽ có cơ hội đóng góp mọi ngặt hợp tác với các bị hại để có thể cùng nhau đưa đưa ai quý vị đưa ông Vôi vào tội đồng phạm Tuy nhiên giờ này đối quý vị, cái mối quan hệ giữa ông Tuấn và các bị hại hoàn toàn không tốt đẹp. Người này đã từng có ý đưa họ vào vòng lao lý, mặc dù họ đã sống dở chết dở trong thời gian của drama năm 2021. Họ đã bị xỉ nhục, chà đạp bởi chính mẹ của ông. Thì giờ này đối quý vị, thay vì đi xin lỗi những người bị hại này, thay thế cho mẹ của mình, thì ông ta xin lỗi bằng cách đưa những cái lá đơn tố giác tố cáo những người bị hại này vào phòng lao lý thì giờ này đối với vị muốn hợp tác cũng đã quá trễ vị muốn hợp tác cũng đã quá trễ anh việt xin được nói lại hợp tác là để đưa ông vôi vào trong t 29 mươi cộng bộ. nhưng chắc chắn sẽ không có trường hợp này cơ hội rất là thấp nếu có là những bị hại này muốn cái sự công bằng cho chính họ, chứ không phải là vì ông Tuấn có mối hiềm khích với ông Vô. Vì cái câu chuyện như vậy, nên Thanh Việt nghĩ rằng cái cơ hội để cho luật sư bị hại đưa thêm những bằng chứng mới mà tòa có thể sử dụng để trả hồ sơ rất là thấp. Rất thấp. Một trường hợp nữa có thể xảy ra đó là luật pháp cho phép tòa có quyền xét xử à, xét xử ở cái tội danh nặng hơn. Nghĩa là sao trong trường hợp của bà PH? Thưa quý vị, không phải là đi tìm một cái tội danh nhiều cái uh, năm uh, phạt hơn 331 mà nó là thêm tội danh. Đối với trường hợp này là thêm tội danh 155 và 156. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 nào quý vị, cho phép tòa có cái quyền à, xét xử bị cáo ở cái tội danh nặng hơn trong cái cáo trạng. Với điều kiện là tòa phải trả hồ sơ một lần trong thời gian chuẩn bị vụ án. Để yêu cầu xét xử một cái tội danh hay thêm cái tội danh nữa. Nhưng nếu, cho quý vị, nếu viện kiểm soát kết luận là không có, thì tòa vẫn xử theo cái tội danh trong cáo trạng nhưng có thể thay đổi trong lúc phiên tòa xảy ra. Thì đây là cái trường hợp, nhưng quý vị, đây là cái trường hợp mà có thể xảy ra để gây cái ảnh hưởng đóng mặt một hoặc xấu cho ông Vôi hoặc là của bà PH. Nhưng một lần nữa, tại một phiên tòa, cũng tại hồ sơ. Mà khi án tại hồ sơ thì nó phải có bằng chứng. Nhưng quý vị, nó vẫn đi vòng vòng. Nó phải có bằng chứng mới. Còn sử dụng bằng chứng cũ vô hiệu lực. Thì thưa quý vị, phần à, về cái phần đồng phạm đó quý vị, à, về cái phần đồng phạm đó, thì à, thêm đồng phạm mới đó quý vị, thì chắc chắn nó bắt buộc, đúng, quý vị, bắt buộc là phải thông qua viện kiểm sát. Vì tòa không thể tự bổ sung thêm đồng phạm. Tòa không thể bổ sung thêm đồng phạm. Tòa có thể xét xử bà PH ở thêm một cái tội danh nữa nhưng tòa không thể bổ sung thêm đồng phạm. Nói như vậy, để thân việc kết luận rằng, ông vôi đó quý vị, khả năng an toàn khá là cao. Khá cao đó nhân quý vị. À, không nói là 100%, nhưng quý vị, nhưng con số đã bước sang 90 mấy phần trăm rồi. Đối với bà PH, theo luật pháp, tòa vẫn có thể đưa thêm tội danh, nhân quý vị, 155 hoặc 156 vì họ đã trả hồ sơ về cái vấn đề này đến cho viện kiểm soát. Dù là viện kiểm soát kết luận, chúng tôi không thể khởi tố thêm, nhưng tòa vẫn có thể xét xử ở thêm tội danh mới. Thưa quý vị, quý vị có nhớ cái câu cách đây vài hôm, anh Việt có hỏi ý kiến của quý vị. Đó là vụ án nào sẽ xảy ra trước? Vụ án của Hàng Ni và luật sư chồng bác sĩ hay là vụ án của bà PH phiên tòa đó quý vị thì rất nhiều quý vị trả lời rằng phiên tòa xét xử hàng ni sẽ xảy ra trước của bà PH quý vị có biết đây là cái uh, hy vọng của những người ủng hộ cho bà PH không quý vị đó là cái hy vọng tại sao họ hy vọng đơn giản thôi thưa, thưa quý vị họ hy vọng như vậy vì sau khi phiên tòa của hàng ni và luật sư chồng văn sĩ kết thúc thì chắc chắn sẽ có một cái bản án chắc chắn luôn quý vị bản án này cho thấy rằng hàng ni và luật sư chồng văn sĩ là có lỗi là có tội là có vi phạm và lấy cái kết quả đó quý vị để làm nền cho cái yếu tố giảm nhẹ cho bà PH đó là gì yếu tố giảm nhẹ đó là bị hại cũng có lỗi nhưng quý vị, bị hại cũng có lỗi. Và khi bị hại cũng có lỗi. Đây là một cái yếu tố cực kỳ tốt cho bà PH. Để cho cái hình phạt của bà ta được giảm xuống nữa. Như vậy, quý vị đã hiểu tại sao mà những người ủng hộ cho bà PH mong muốn rằng cái phiên tòa của Hằng ni và luật sư sĩ hy vọng rằng sẽ xảy ra trước phiên tòa của bà PH. Là vì vậy. Vì họ mong muốn rằng khi phiên tòa kết thúc, và điều không tránh khỏi đó là một cái bản án dành cho nhà báo hằng ni và luật sư sĩ khi có cái bản án đó thì nó gần như đưa đến cái kết luận bị hại trong vụ án của bà ph cũng có lỗi và với cái điều này thì đây là một yếu tố giảm nhẹ cho bà ph nhưng với cái trường hợp hiện tại đang xảy ra thân việc dự đoán rằng phiên tòa của bà ph sẽ đến trước. bé đã không còn thời gian nữa trong cuộc chạy đua này. có thể kéo dài hơn được nữa. Phiên tòa này sẽ xảy ra trong tháng 9 hoặc tháng 10. Phiên tòa của Hàng Ni và luật sư sĩ sẽ xảy ra sau. Thay vì vừa trao đổi với quý vị những thông tin cơ bản, căn bản nhất về những chuyện gì xảy ra trong những ngày sắp đến đây. Hy vọng à, sẽ góp một phần à, những cái ý kiến, những cái thông tin để giúp cho chúng ta có những cái suy nghĩ đúng đắn, theo đúng pháp luật. Tất việc xin tạm dừng chương trình ở đây và xin kết chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. I love you